tối mai bay rồi mà sao giờ này lên Đà Lạt làm chi? Đó giờ đâu nghe con nói có bạn ở Đà Lạt đâu. Dạ, yeah. Con mới gặp tay con lần hồi năm ngoái à. Cái buổi mà con nói mấy con nghỉ học á. Ai cũng mệt tiền, vì tiền là tiền. Hãy đưa tôi đến nơi không còn buồn. Ây da, ủa nơi không còn buồn chứ đâu phải nơi giải quyết nỗi buồn. Từ ngày em chạy được nhiêu? Hôm nào mà trời thương á thì 500-600. 500? Coi như là ngày hôm nay em đi hết danh một ngày. Anh bốc tôi chở đi hả? Không, tôi mời á. Tiền làm cho bao người say nắng, bao người mua sắm.